Dạ kính chào quý vị khán giả, thì có một cô ha, thì lỡ đây lỡ nói chuyện với em là nhờ em quay cho cô một cái clip là cởi từ giờ thì sự tình như vậy. Thì chồng của cô là chẳng may là bệnh nặng ha, mà bây giờ thì không có khả năng mà trị bệnh nữa ha, không có tiền á quý vị khán giả. Thì để mình tìm hiểu coi cái hoàn cảnh này như thế nào, thì để coi có sự được sự đồng cảm của quý vị khán giả không. Con mời cô vô đây đi con. Rồi cô dẫn xe đây. Rồi cô vô đây đi con hỏi sơ chút. Rồi cô vô đây con. À, dạ con chào cô. Rồi mà ai mà giới thiệu cô mà lợi tới nhà con mà tìm con như cô? Cũng cái cô cháu dâu đó. Dạ. Mới nói giờ biến thấy chú như vậy đó, rồi mới nói ơi con giống như lên trên nhà cái chú qua hẳn coi. Dạ. Rồi tôi là nói chú ơi có giúp đỡ được có tiền á, dạ, cho chú uống sữa với lại thuốc men hàng ngày. Dạ. Đó. Thì cô mới đi lên con. Dạ. Thì cô cho con hỏi năm nay cô được nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. 62 tuổi. Rồi ông bao nhiêu tuổi? Ông 63. 63 ha. Rồi ông bị bệnh gì cô? Dạ là ông bị khối u đại tràng. Ồ, khối u đại tràng ha. Bị lâu chưa cô? Dạ cũng 3 năm trước mổ, bây giờ cái nó biến chứng, đi mổ được ngày biến dạ. Chứng là tùm lum, nó nhảy là tùm lum, dạ. Chỉ mổ rồi. Dạ. Rồi về sau mà ổng hết một cái bụng sinh tình bình. Dạ. Bây giờ cô hết khả năng có dạ. Tiền. Dạ. Để giá là nhờ là cộng đồng. Dạ. Giúp đỡ số tiền lo cho chú cũng có sống lâu. Dạ. Bây giờ là tả sữa thuốc men. Dạ. Cũng hết tiền. Dạ. Cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ cho cô số cũng mang ơn. Dạ. Cũng nhờ là... Mà cô hỏi thêm nữa là cô được mấy người con? Có hai đứa. Dạ. Có vợ có chồng đầy đủ hả cô? Cô thứ hai có chồng cũng hay nghèo ở Sài Gòn. Dạ. Rồi thằng Út có trai 35 tuổi, có tiền với vợ cũng khổ. Dạ. Thì quý vị khán giả đó theo dõi thì con sẽ theo cô về nhà cô để tìm hiểu coi cái hoàn cảnh cô như thế nào ha. Rồi con mời cô đi đi rồi con chạy xe theo. Trời ơi, thấy nhiều lúc đó quý vị khán giả em cũng không có muốn quay nữa quý vị khán giả, quay những hoàn cảnh mà cứ giống như là không có cốt truyện á, thì em cũng ít quay quý vị khán giả, tại không có được sự đón nhận của quý vị khán giả. Giống như khổ bệnh hoạn mà có cốt truyện thì quay lên được dễ sự đồng cảm hơn. Nhưng mà em thấy là cô này có lòng quá thì mình cũng nên phụ với khán giả. Thì con cũng nói trước với cô luôn, con sẽ tìm tới nhà cô. Còn vấn đề con up cái clip này lên, quý khán giả mà thương cô thì cái điều đó thì tính tiếp, còn không thương thì cô cũng đừng có buồn nha, tại con cũng giúp cô là hết sức rồi. Rồi con chạy trước đây, con chạy sau. Dạ dạ. Chào quý khán giả, thì sau thời gian mình đi theo cô thì cũng tìm tới nhà cô ha. Rồi. Nhà này là được người ta tặng cho đúng không cô? Đó này là được tặng nhau quý vị khán giả. Rồi. Rồi chú nào là quý vị khán giả. Hỏi này là sao cô? Cái này là cháu ngoại. Cháu ngoại. Ờ, cái này là anh Út không? Dạ. Rồi ông đi khám bệnh gì một lần bao nhiêu tiền cô? Khám mà đi có khám cũng không hai cái triệu tiền ngang vốn, nhưng mà cái có chú có cái bảo hiểm đó. Dạ. Nó giảm được chút đỉnh. Ừ. Lo một con đợi 1 triệu chú đi. Ý là cỡ 1 triệu một lần khám.
ý là tiền chi phí ăn uống thì kêu lần 1 triệu lần khám, mà bao lâu chú đi một lần? Tôi cũng đợi thì 3-4 tháng, cái lúc dịch thì nó hơi lâu. Dạ. Tháng đi mà tháng đi mà cái mà lúc dịch thì lên lại không đi. Dạ. Sau này cũng 3 tháng đi mà. Dạ. Ông ơi, ông cho cháu hỏi ơi, ừ. Bữa nay ông thấy trong mình trong mãi không sao phải không? Nhức mỏi quá trời. Ồ, nhức mỏi hả? Ngủ không được. Ngủ không được. Ừ. Rồi ngủ không được rồi nó có nhức rồi mỏi luôn. Nhức mỏi luôn. Dạ. Rồi như vậy rồi ông đi tới đi lui được không? Mắc kè. Ờ, mắc kè chứ tự đi mình đi không nổi. Dạ. Rồi ông bị bệnh này lâu chưa? Lâu chưa? Đây 3 tháng rồi. Ba năm. 3 năm xong đó 3 tháng không? Hả? 3 năm hay 3 tháng? Hả? 2001. Ờ 2022. Ờ tới nay là 2022. Là 3 tháng hay sao? Hả? 3 năm rồi. Để anh nhớ. Là ông nhớ kỹ rồi, 3 năm hay là 3 tháng? Bây giờ ông xác nhận là rồi 3 năm hay 3 tháng? Lấy xuất hiện. Mà không nhớ luôn. Bây giờ không nhớ luôn. Bây giờ tóm lại là không biết 3 năm hay 3 tháng gì luôn. Quên hết luôn rồi. Trời ơi, rồi lúc xưa ông làm nghề gì ông còn nhớ không? Đâu có làm gì đâu. À, hồi xưa lúc xưa là ăn ở không? Hả? Xưa ở nhà giữ bò. À, giữ bò. Tiếp gia đình. À, tiếp giữ bò, lúc xưa giữ bò được bao nhiêu con không? 5-6 con, 5 anh em. À, 5 anh em, giữ 5-6 con bò. Ờ, rồi mấy bò đó tới giờ còn không? Không còn. Rồi xong giữ bò đó ông chuyển sang nghề gì? Tới đây rồi. À, rồi. Rồi xong rồi về ông làm gì? Hả? Xong rồi. Làm gì? Ông nhớ được coi. Có gia đình đi làm gì ông nhớ rồi. Nhớ hả? Ừ, nhớ bây giờ khó bỏ qua, bây giờ ông được mấy người con này, con hỏi nè, ông mấy người con? 4 đứa. Trời ơi, ông tút lên dữ vậy ông? Con hỏi bà có 2 đứa mà bây giờ ông thời gian ông bệnh có 3 năm, ông nói 3 tháng, bây giờ tút thêm 2 đứa nữa, ở đâu ra ông? Ông có 2 mà thành 4 đứa con rồi. 3 đứa hả? Rồi, bây giờ tút thêm đứa nữa, còn 3. Cái đó là cháu ngoại đó ông ơi, chứ đâu phải con ông. Con ông có 2 à, một trai một gái à, phải không? Rồi có thằng ký, có cái cha đó với mẹ đó. Dạ. Có nhau. Dạ. Không ai làm cái sách thì tôi biết làm cái sách với nó luôn. Dạ. Cho nên giờ kêu là con. À, là cái gì vậy khán giả? Là vết mổ nè. Mà ông bị bệnh gì không biết không? Ông bị bệnh gì không biết không? Khối u đại tràng. Ờ, khối u đại tràng đúng không? Ừ, khối u đại tràng. À. Mổ ra. Dạ. Vô hóa chất. Dạ, vô hóa chất. Ừ. Cứ mổ ra rồi bắt đầu vô hóa chất suốt luôn. Dạ. Năm 21 chứ không phải năm 22. À, ý là ông nói ông bệnh là năm 2021. À, mà người nhà ông là nói ông là bệnh tầm gỡ năm 2019. À, ông thấy sao? Đúng không? Dạ, không biết. Ờ, à, vậy là chỉ ông mới biết, còn ở nhà là sai hết. Dạ. Đúng không? Nói ông nhớ mà con 2 đứa mà ông nói hầu thành 4. Wow. À, thành 3, mới đầu thành 4, rồi hầu thành 3. À, rồi ông bị bệnh 3 năm, ông tút hầu sọt còn xuống bệnh 3 tháng à. Trời ơi. Trong thời gian đó là đi vô á chắc không? Vô á chắc không? Mà lúc mà ông vô á chắc ông thấy đau không? Đau đó. Đau lắm không?
con giống. Dạ. Rồi bây giờ ví dụ có cho ông điều ước, ông có ước gì không? Nếu mà có cho ông điều ước, ông có ước gì không? Không. Rồi ông ước gì ông nói cho khán giả nghe con. Ước cho nhà nước giúp đỡ qua cái cảnh thiếu nợ. Rồi giờ ước nhà nước giúp đỡ cho ông qua cảnh thiếu nợ mà ông thiếu nợ bao nhiêu nè? Cháu hỏi ông nè, ông thiếu nợ bao nhiêu? Có hai ba chục gì? hai ba chục ngàn hay hai ba trăm ngàn? hai ba chục triệu thôi. Tưởng đâu 20 ngàn con tặng cho ông nữa, ông trả nợ. Thành ra 20 triệu thì tiền đâu có. Không biết 20 triệu nhiều lắm không? Trời ơi. Bây giờ ông chỉ ước cái điều là để là trả nợ. Có cái vốn trả nợ. Rồi, trả nợ người ta để mất công mình mắc nợ ha. Rồi ông năm nay ông nhiêu tuổi không biết không? Rồi sinh 61. Rồi là nhiêu tuổi? 63 tuổi. 63 tuổi. Rồi ông tên gì không nhớ? Phan Phước Hữu. Phan Phước Hữu ha. Rồi bây giờ nè, giờ cho cháu gặn lần cái hỏi nghe nè. Giờ nhớ chính xác mình mấy được đứa con, mấy cháu? Mấy đứa con? Cụ thể là hai đứa con. Đúng rồi đó. Nói là hai gái hay hai trai? Một trai một gái. Một trai một gái. Rồi mấy người cháu? Có hai đứa cháu. Đúng không bà? Đúng rồi, cháu trai hay cháu gái? Hai đứa gái. Hai cháu gái không ha. Là cái cô nãy đây lâu mình cho ông là cháu ngoại ông đó đúng không? Phải không? Bây giờ ông có điều ước. Mà điều ước của ông thì con nghĩ chắc cũng hơi khó thực hành. Tại bây giờ cái số tiền tới 20-30 triệu á, thì nó cũng khá nhiều ha. Thì tại sao mà ông ước trả nợ mà ông không ước mà ông có tiền để ông chữa bệnh? Ông nói cháu nghe coi. Giờ chỉ bệnh thì số nợ. Dạ. Giờ chỉ bệnh, giờ trả nợ luôn. Ý là ông nói ông thiếu 30 triệu đúng không? Rồi mà bây giờ ví dụ nhà hảo tâm ta thương, ta cho ông 30 triệu ông trả nợ rồi sao tiền đâu ông chị bệnh? Tại có một điều ước thôi. Ví dụ có điều ước là thứ nhất là ông dùng 30 triệu đó, ông để dành ông chị bệnh. Điều thứ hai là ông trả nợ, ông chọn cái cách nào? Phải không? Ông chọn trả nợ hay là chị bệnh? Chị bệnh trước mắt rồi trả nợ sao? Vậy là bây giờ tính là không trả nợ nữa. Mà nếu mà có số tiền 20-30 triệu đó để dành chị bệnh, đúng không? Rồi sau nãy ông nói ông ước là để ông trả nợ mà bây giờ ông ngược lại là ông đòi ông chị bệnh. Chị bệnh lành hết rồi mới trả nợ nữa. Ý là hôm nãy ước lộn phải không? Bây giờ suy nghĩ kỹ rồi ước có tiền cỡ 20-30 triệu để dành trị bệnh. Mà ví dụ có 20-30 triệu rồi chắc ăn ông hết bệnh không? Hết rồi. Không biết hết rồi. Vị phụ tấm lòng của nhà hảo tâm ta gỡ ông 20-30 triệu mà góp cuộc bệnh ông cũng hết nữa. Rồi ông thấy sao? Rồi chắc ăn hết không? Chắc ăn hết rồi người ta mới, khán giả này kia mới thương để cho ông tiền trị bệnh chứ. Chắc ăn hết không? Chắc ăn hết phải không? Hứa phải không? Ông hứa rồi đó nha. Nếu mà có tiền mà ông không hết là rồi, ông chịu gì? Chịu chết. Chịu chết hả? Thầu tao. Dạ con nói vậy cho ông thôi chứ. Con xuống đây thì con quay cái hoàn cảnh của ông lên thì con cũng không có cái tiền túi đâu, chỉ up lên cái clip này coi có những khán giả nào mà thông cảm được với hoàn cảnh ông đó thì con xuống con tính tiếp ha, chứ con không hứa bất kỳ cái điều gì hết, tại vì cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ lúc giờ quay có những hoàn cảnh quay thì nó không có được xúc động nhiều, nhưng mà cũng được khán giả thương, người ta gỡ quà tiền, đó là nhà hảo tâm, những nhà hảo tâm
còn có những mà cái hoàn cảnh mà gọi là thê thảm luôn, mà khán giả cũng không thương, nhà hảo tâm cũng không thương, thì con cũng bó tay, con có không biết được gì. Rồi anh là con của bác hả? Con út của bác, của con của bác. Rồi anh thường anh hôm nay nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 tuổi, thường ngày anh làm gì? Tới mùa này thì đi xuất con muốn, còn lúc trước là đi làm công ty. Sau trước Tết đó là công ty ngoài Đồng Nai giảm biên chế, về đây ba bệnh nặng rồi về đây về đây. Bây giờ về đây là anh làm gì? Đi xuất con muốn. Xuất con muốn hả? Vậy ngày được nhiêu tiền không anh? Đó khoảng 100 mấy à? Trăm mấy hai trăm. Rồi chưa có vợ con gì luôn? Chưa có. Còn cho mấy 200 vậy là nếu mà trong nhà này thu nhập chính là chắc anh hả? Hay là có khoản thu nào khác nữa không để lo cho bác? Ba có lúc trước là ba chưa bệnh là có khoản nhà nước lãnh lương hàng tháng được nhiêu tiền? Chỉ mấy 2 triệu vậy đó. Chỉ mấy 2 triệu ha. Nhưng mà cũng đâu có đủ đâu, chứ mấy 2 triệu thì cũng đâu có đủ tiền khám bệnh đâu. Tại nghe nói mỗi lần đi khám là tới 1 triệu mà. Ý là tiền chi phí đi khám này kia hết 1 triệu thì cũng đâu có đủ đâu đúng không? Rồi còn anh thì chắc cái khoản tiền của anh chắc phụ vô anh giống như là lao động chính trong nhà luôn rồi, phải không? Với mẹ phụ thêm. Mẹ đi làm gì? Mẹ đi giúp việc nhà cho người ta. Giúp việc nhà với một ngày có nhiêu tiền cô? Cô mặc tình với nhà. Dạ sao cô? Tình với cô đi dệt nhà cái này 200. Dạ. Cái ngày sau dệt Tết tình 200. Dạ. Mà cũng có ba cái nhà. Dạ. Cũng là mất lớn tuổi rồi cô cũng dừng. Dạ. Thì tới đây thì mình cũng giới thiệu cho quý vị khán giả một hoàn cảnh của cô và chú ha. Thì chú chẳng may là lâm bệnh rất nặng ha, thì mình cũng không biết gì quý vị khán giả, thì mình xuống đây để mình quay lên để cho quý vị khán giả, có những khán giả nào đồng cảm được với hoàn cảnh cô thì cứ liên hệ và giúp đỡ cô ha. Thì chứ em không biết là gì, thì anh có số điện thoại gì không để em đưa lên để coi có nhà hảo tâm nào thương thì có thể liên hệ với gia đình mình ha. Thì anh nhớ số điện thoại không? Ai trong nhà cũng được ha. Ai chơi trong nhà cũng được. Thì cái điều này á là con nó nói trước, thì cô là má anh á có lên nhờ em quay, nhưng mà đáng lẽ là em không quay. Tại vì em quay hoàn cảnh khó khăn là nó phải có cốt truyện em mới quay. Còn vấn đề cô này kia là chú chỉ bệnh thôi, chứ gia đình mình cũng không có gọi là cốt truyện gì để cho khán giả xúc động. Thì với cái phần mà em thấy xúc động một cái là cô lên tới nhà em, cô tìm, thì em cũng không có phụ tấm lòng của cô. Còn giống như up cái clip này lên là gọi giống như vấn đề cầu may, chứ không có mà hứa là chắc ăn cái clip này phải có người giúp đỡ. Rồi chị đọc số điện thoại chị. 0907 868 098. Rồi chị lặp lại lần nữa. 0907 868 898. Rồi liên hệ là gặp ai chị rồi? Gặp chị Diễm. Mà chị là gì của bác? Gì? Con gái thứ hai. Thì đó số điện thoại em vừa cung cấp, thì có gì quý vị khán giả liên hệ. Nếu quý vị khán giả mà có lòng hảo tâm thì thấy hoàn cảnh này mà sót, thì quý vị khán giả có thể là liên hệ với chị Diễm qua số điện thoại em mới đọc ha. Và em sẽ ghim lên màn hình cho quý vị khán giả thấy. Quý vị khán giả thấy mà đồng cảm được với hoàn cảnh này thì quý vị khán giả ủng hộ ha, để cho chú này kia đừng có tiền chi phí để trị bệnh ha. Một nữa con chào gia đình về ha. Rồi ông khỏe nha ông. Từ giờ nhiều khi con nói vậy á để cho khán giả này kia có cái nghe này kia cho nó vui vui một tí. Tại vì con cũng làm lâu rồi, con cũng biết kinh nghiệm quay mà mấy nhân vật á, mà mình chứ vô hỏi bệnh này kia khán giả chán lắm, người ta không có coi ha. Thì nhiều khi con hỏi tới hỏi lui á cho khán giả mắc cười này kia á, đặng cho khán giả coi. Tại vì có những khán giả cho dù người ta không
có tài trợ cho mình, nhưng mà người ta thấy, người ta thích, người ta coi mà vui thì nó sẽ làm cái video có nhiều người coi hơn. Thì ví dụ có 10 người coi thì không có khán giả nào tài trợ, ví dụ mà đông lên thì sẽ còn cơ hội cao hơn cho mình để có người ta tài trợ cho ông khám bệnh ha. Ông đừng buồn con ha. Dạ nữa chào gia đình ha. Giờ khỏe nhau. Rồi, bye bye. Rồi chúc ông sức khỏe ha. Dạ, bye chào. Dạ.